Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách viết lỗi này. NTLD N Smithing, và yêu cầu chúng ta nhấn tốt phím Ctrl Alt Delete để reset lại. Đây, chúng ta cần phải nhấn tốt phím đó. Rồi Alt để nhấn 3 lúc cùng một lúc khởi động đó, nó sẽ khởi động lại nhưng nó vẫn sẽ không được. Rồi nó vẫn ở như cũ, nó vẫn là đấy, nó vẫn báo cái lỗi đấy. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục đấy. Đó, các bạn nhấn lại một lần nữa, Ctrl Alt Delete nhấn 3 nút và nhanh nhanh tay nhấn F2, nhấn F2 cho mấy bạn, nhấn F2. Nhấn F2 để cho nó hiện ra cái bảng menu bot. Đó, nó hiện ra bảng đó. Chọn Apple đây lên nha, Apple đây lên. Rồi các bạn Apple đây lên. Rồi, nếu bạn nào mà đang ở chế độ Disable, đang ở chế độ này, chuyển qua chế độ này rồi Enter. Rồi chuyển qua chế độ này, cái này là không cần thiết. Chọn Mode, Mode này, mở lên Disable, Apple mở lên. Đây là mod qua mạng thì không cần đâu. Chọn, các bạn nhớ là chọn đúng cái ổ đĩa. Dù đang là mặc định là USB option, đây là ổ đĩa này. Các bạn đẩy ổ đĩa lên, đẩy ổ đĩa lên thì nó có lên này, F5, F6 để thay đổi này, F5, F6 để thay đổi, nhìn nhận F5 lên. Đó, đó là mình đẩy nó lên vị trí đầu tiên luôn, là tức là khi mở máy nó sẽ tự động nó nhận cô đĩa đó, tức là khi mở máy nó sẽ tự động nó nhận cô đĩa đó, các bạn thấy không? Rồi phải nhớ là đẩy cái dèm đây lên. Rồi sau khi xong thì chúng ta bấm cái exit, exit là enter để lưu lại. Này nó hỏi có lưu lại không, bạn lưu lại rồi nó sẽ tự động cấp nguồn. Và nó sẽ khởi động lại. Đợi một tí, nó vẫn tiếp tục báo lỗi. Thì mình sẽ chỉ cho một cách này nữa. Nếu trường hợp nào bạn vẫn không không được đó, thì mình sẽ hướng dẫn. Thì các bạn nhấn thêm nút nguồn và giữ cái lúc nguồn của laptop nha mọi người. Rồi cho nó đến khi ra tắt hẳn rồi bật lại. Đó. Rồi lần này chắc chắn nó sẽ lên đó, thấy không? Đó nó sẽ lên win, lần này chắc chắn nó sẽ lên win rồi đó. Đó giờ xài bình thường. Đây là kênh của mình, các bạn nào thấy hay like và subscribe để cho mấy bạn. Rồi, như vậy là đã thành công. Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm và theo dõi.